Mùa ăn hộ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 91. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thú, con kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ sa thú, sa thú lành thay. Con kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, ngày thứ sáu ngày chín. Diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục học đến câu kệ ngôn pháp cú số 91, phẩm thứ bảy trong bộ sách pháp cú kinh phẩm A La Hán. Dạ cảm ơn quý vị cho biết được, cho biết âm thanh được rõ tốt ạ. Dạ. À, để bắt đầu vào các bài học ngày hôm nay thì Tịnh Đạt cũng xin cùng Thỉnh Chư Tăng và kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng thành lễ tam bảo. Rang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ Nam Mô, một lần nữa kính chào toàn thể quý vị có đang tham dự buổi học online tại diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 91. Dạ. Phẩm A-La-Hán. Câu kệ ngôn pháp cú số 91 có nội dung như sau: Vi yun chan ti sa ti man to nani ke te ra man ti te hang sa wa ban la lang hi tua o ka mo kang cha han ti te Vi yun chan ti sa ti man to nani ke te ra man ti te Hằng sa wa ban la lang hi toa o ca mô căng cha han thi tê. Tự sách tấn chánh niệm không thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Tự sách tấn chánh niệm thích cư xá nào, như ngỗng trời rời ao bỏ sao mọi trú ẩn. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Nam mô Bụt Thà Giá. Và chúng ta sẽ trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ của câu kệ ngôn pháp cú này, sơ lược về ngữ vựng. Cũng như là bản dịch văn xuôi của ngài Indrachanda chánh thân. Những người có niệm nỗ lực không, họ không thích thú về chỗ ở, họ lìa khỏi từ trú xứ này sang xứ khác, tựa như những con thiên nga từ bỏ hồ nước. Những người có niệm nỗ lực không thích thú về chỗ ở, họ lìa khỏi từ trú xứ này sang trú xứ khác,
tựa như những con thiên nga từ bỏ hồ nước. Câu đầu tiên đó là Uyunchanti Satimanto. Uyunchanti Satimanto. Satimanto hoặc là Satimanto đều được, tại vì ở đây có một cái sự chênh lệch về cái trường âm, nhưng mà có khác nghĩa. Quý vị còn nghe được không ạ? Dạ rồi, câu đầu tiên là Uyunchanti Satimanto. Uyunchanti, Uyunchanti là nỗ lực, nỗ lực, cố gắng. Nỗ lực, cố gắng. Satimanto hoặc là Satimanto xuất phát từ cái từ là Sati. Sati thì chúng ta quen rồi, cái từ này là niệm, trong cái từ chúng ta thường gọi là chánh niệm. Sammasati, Sati là niệm, và Satipatthana là niệm xứ, nơi để mà luôn phát sanh niệm. Manto đó là một cái tiếp vị ngữ chỉ cái sở hữu. Satimanto là người có cái niệm. Người có cái niệm hay là người có sự tỉnh thức. Cái từ niệm ở đây thực sự ra thì chúng ta qua nhiều khía cạnh, nhưng mà gần gũi nhất á, thì chúng ta có thể hiểu là sự chú ý, cẩn thận. Tiếp tục câu thứ hai. Na Nikete Ramantite. Na Nikete Ramantite. Na có nghĩa là không. Nikete là chỗ trú ẩn, chỗ ở hay là chỗ trú ẩn. Ramanti, Ramanti là cái sự thích thú, cái sự thích thú. Chữ T đây là một cái đại từ ở nhiều họ hay là những ý, những bấm. Câu thứ ba. Hăng sa quá ba la lăng. Hăng sa quá ba la lăng hi tòa. Từ hăng sa quá thì chúng ta tách ra, bởi đây là cái từ bị ghép lại, nó từ ao và y vá. Hăng sa có nghĩa là con thiên nga. Con thiên nga ở trong bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dịch là con ngỗng trời. Chúng ta ghi nhận con thiên nga, con ngỗng trời theo hai cái bản dịch. Ý vá là giống như, ví như, là một thể so sánh trong Pali. Ý vá ghép lại thì chúng ta sẽ có cái từ là hăng sa quá, bị tỉnh luật đi chữ ý đi. Ban lá lăng là cái hồ nước. Ban lá lăng là cái hồ nước. Cái hồ nước này chúng ta cũng có thể hiểu nó liên quan đến cái con ngỗng trời hay con thiên, khi mà có thể bơi lội, có thể tìm thức ăn được. Tại vì tiếng
Việt chúng ta gọi là hồ nước thì nó có nhiều cái loại hồ nước lắm. Dạ. Câu thứ còn chữ hitoa. Hitoa là từ bỏ, là rời bỏ, từ bỏ hay là rời bỏ. Ở đây Tịnh Đạt cho cái nghĩa chúng ta dễ nắm bắt nha, chứ không có cho cái nghĩa theo cái ngữ pháp Pali. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề cần phải nói đến. Giống như từ hito nó là cái căn động từ là ha cộng với lại bất cứ quá khứ vân thường, cái phiên ngữ bất cứ quá khứ vân từ là toa, toa ná tu ná đó. Thì chúng ta là sau khi rời bỏ một cái hành động trước, một cái hành động chính. Câu thứ tư là ô ca mô căng chát chan tí tê. Ô ca mô căng chát chan tí tê, cái từ ô ca mô căng cũng là một cái từ ghép đến cái hệ tá san thí. Thì chúng ta tách ra là hai từ là ô căng, ô căng, à ô căng, ô căng. Cái từ ô cá này Tịnh Đạt cũng nhớ rằng có một lần có trình bày với quý vị cái từ ô cá này ở câu ở tuần lễ trước. Có nghĩa là trú xứ hay là tuần lễ trước thì chúng ta học cái từ này ở trong cái nghĩa là nhà đó, gia đình, nhà, trú xứ. Nhà có từ ô cá, ô căng, ô cá, ô cá, ô căng, ô căng. Chát chan tí, chát chan tí là ra đi. Chát chan tí, chứ từ chát chan tí này nó cũng chát han tí, sorry quý vị, chát han tí nó cùng cái căn gốc với lại giống với lại cái từ hitoa. À, cái từ hitoa là cái từ bất cứ quân thường, từ căn của động từ. Còn cái cha han tí thì đã được chia ở cái động từ cơ bản rồi, nó hình thành một cái động từ hẳn hoi rồi, nhưng mà nó xuất phát từ chung một cái gốc là căn ha, cũng nghĩa là ra đi, từ bỏ. T thì chúng ta cũng ghi nhận ở trên là ngôi thứ ba số nhiều. Nó thứ ba số nhiều, những người ấy hay là rồi như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 91. Nhưng để một lần nữa trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu thì sẽ một lần nữa được đọc lại câu kệ ngôn này. Câu kệ ngôn số 91. Uy yun chan ti sati manto nani ke tera manti te hang sa wa ban la lang hi toa o ka mo kang cha han ti te. Tự sát tấn chánh niệm không thích cư xá như ngày ao sau mọi trú ẩn. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức là sa môn chánh niệm kiên trì, lìa mọi trú xứ ra đi nhẹ nhàng. Ngỗng trời cất cánh thênh thang, ao hồ bỏ lại mây ngàn thông dông. Chim có tổ, cáo có lông, lìa mọi trú xứ gót chàng sa môn. Non xanh mây trắng tâm hồn, rộng không muôn sự cô đơn dặm ngoài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa câu kệ ngôn pháp cú này. Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu từng câu kệ ngôn pháp cú thì chúng ta ghi nhận rằng đây là những câu kệ ngôn mà chúng ta đã bước sang một cái phẩm mới, là phẩm A-la-hán, A-ra-han-ta-quắc-ca. Cái từ A-la-hán là cũng từ là âm của cái từ A-ra-han-ta, thưa quý vị. Trong cái phần sắp xếp
các câu kệ ngôn theo các phẩm thì tôi quý vị rằng không phải là theo cái thứ tự thời gian, cũng không phải là theo cái một cái gắn kết nào khác, mà là do là những vị các ngài hòa thượng khi mà kết tập tâm tạng, các ngài sắp xếp lại theo cái gọi là ý nghĩa ý nghĩa tương đương gần với nhau lại thành một phẩm. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng có nhiều phẩm á, có đến 20 câu giống như phẩm đầu tiên, có nhiều có phẩm á, thì 10 câu, có phẩm thì 15 câu, có phẩm thì gần 30-40 câu. Thì để nói như vậy thì cũng một lần nữa chúng ta nhắc lại pháp cú này là những cái bài pháp ngắn gọn, xúc tích theo những cái tình huống xảy ra, và Đức Phật ngày dựa theo cái tình huống được nói đến ở trong Chư Tăng, rồi ngài thuyết những cái thời pháp sắp tấn khích lệ, ngài đúc kết lại thành một cái câu kệ ngôn. Và trong cái phẩm A-la-hán này thì chúng ta sẽ lưu ý một cái điều mà hầu hết thì các cái phẩm khác thì chúng ta cũng cần lưu ý cái điều này. Đây là những được xem, đây là những cái định nghĩa hay là những cái phẩm hạnh cao thượng của các vị A-la-hán. Các vị chúng ta khi mà chúng ta học á, chúng ta cố gắng ghi nhận cái điều này, thì khi đó chúng ta sẽ nhận thấy rằng ngoài cái việc mà tìm hiểu ý nghĩa duyên sự của từng câu kệ ngôn pháp cú, thì chúng ta sẽ sâu chuỗi lại một loạt những cái ý nghĩa được nói đến trong một cái phẩm, nhất là như giống như là chúng ta đang học phẩm các A-la-hán, thì chúng ta đọc là những câu này sẽ liên quan những cái suy nghĩ, những cái hạnh, những tính chất, những cái việc làm của các vị A-la-hán. Chính vì cái điều này sẽ giúp ích cho mình, đó là mình sẽ mở rộng cái phạm vi hiểu biết về định nghĩa về một cái vị thánh tăng A-la-hán như thế nào, chứ không đơn thuần chúng ta chỉ định nghĩa là một vị thánh tăng A-la-hán là vị đã đoạn tận lậu hoặc. Cái điều đó là hoàn toàn chính xác, nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều thêm cái định nghĩa, và chúng ta sẽ hiểu được nhiều thêm cái những cái tính chất, những cái phẩm hạnh của một vị A-la-hán. Thì đó là một cái lưu ý nhỏ. Quay lại thì hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 91 liên quan đến sự của ngài Maha Kassapa, và một cái vị một lão ở trong ngài Maha Kassapa. Thì chúng ta được biết rằng ngài xuất gia cái tuổi cũng trẻ, được ghi nhận ngài lớn tuổi hơn cả Đức Phật. Tuy vậy thì với cái tuổi đời lớn tuổi nhưng ngài rất là tinh tấn, rất là siêng năng. Cái sự tinh tấn siêng năng của ngài nó không phải là khi ngài xuất gia, mà ngay cả là khi mà còn tại gia cư sĩ, ngài đã có những cái phẩm hạnh rất là thanh tịnh của một cái vị A-la-hán kiếp chót. Chúng ta nhắc lại một tí xíu về cuộc đời của ngài á. Nếu như chúng ta có tìm hiểu thì chúng ta chỉ cần nhắc lại một cái chi tiết rất là đặc biệt, tượng đặc trưng của cuộc đời của ngài Kassapa, ngài Mát. Đó là ngài sinh ra trong một cái gia đình giàu có, bậc nhất nhì ở Makatha.
Nhưng mà lòng ngài thì không có dao động trước cái ngũ dục. Ngài có một cái phẩm hạnh rất là thanh tịnh, rất là từ khi ngài còn nhỏ cho đến khi tới tuổi cập kê, và ngài không có ý muốn ý thích là lập gia đình, cưới vợ. Nhưng vì là ngài là người con trai trong gia đình thì cần phải có người nối dõi, cho nên không có cưỡng lại được cái sự sắp xếp của gia đình. Cái điểm đặc biệt của cuộc đời của ngài mà khi nhắc đến ai cũng có thể hình dung, ai cũng có thể nhớ được, đó là ngài chấp nhận cưới vợ với cái điều kiện là ngài tạc một cái bức tượng một cô gái bằng vàng, và cái chi tiết ở trên gương mặt cũng như là chi tiết ở trên cơ thể, và sau đó ngài trang hoàng một cái bức tượng với những cái trang sức, những cái y phục rất là đẹp. Và ngài với cái, nếu như gia đình có thể tìm được một cô gái có cái nét và cái phẩm hạnh, cái phẩm mạo giống như là bức tượng vàng rồng này thì ngài chấp nhận. Nhưng mà cái duyên, cái nợ, vẫn có người con gái có cái phẩm mạo gần giống với cái bức tượng. Và đó là một cái đặc trưng. Và một cái điểm đặc trưng đó là hai người khi mà kết hôn với nhau đó đều có một cái chí nguyện là xuất gia đi tu, chứ không phải là ham muốn ở trong cái ngũ dục, hưởng thụ cái ngũ dục. Và đó là cái điểm đặc trưng thứ hai khi mà nhắc về cuộc đời của ngài Kassapa. Và khi được xuất gia đó thì tiếp tục khi mà nhắc về ngài Maha Kassapa không thể lẫn lộn với cái vị nào khác, đó là cái hạnh tri túc ngũ dục, với cái đức tánh luôn luôn hành trì pháp hạnh đầu đà. Ngài là bậc A La Hán rồi, tuy nhiên ngài hành để thúc thân tâm, để dẹp trừ phiền não. Mà ngài thứ nhất là ngài có cái nguyện vọng từ thở xa xưa. Thứ hai, ngài cũng là muốn làm cái tấm gương cho cái hàng hậu thế sau này. Và trở lại cái duyên sự thì liên quan đến ngài Kassapa ở câu Kệ Ngôn Pháp Cú chú 91 này, thì thưa quý vị rằng ở một lần nọ Đức Phật và Chư Tăng chuẩn bị rời Veluvan Trúc Lâm đi hoằng pháp du phương ở nơi khác. Thì trước khi mà chuẩn bị như vậy thì Đức Phật ngài thông báo trước nửa tháng để Chư Tăng có cái đủ cái thời gian để mà sắp xếp. Ở đây cái việc sắp xếp thì không phải là như chúng ta nghĩ là hành lý, chúng ta nghĩ rằng là phải sắp xếp ổn thỏa công việc để mà đi du lịch, mà sắp xếp trong cái đời sống của Chư Tăng, nhất là ở thời kỳ Đức Phật thì rất là đơn giản, liên quan đến là y và bát. Và thời bây giờ thì y và bát rất là còn rất là thô sơ, còn rất là thô sơ. Cho nên nếu mà cần đi một cái chuyến đi dài đó thì cần chuẩn bị kỹ. Thứ nhất là bát cần phải, ở trong chú giải Pháp Cú Kinh thì gọi là đốt bát. Nhiều người thì không có hiểu cái truyền thống, không có biết cái cách đó, thì rất là lầm lạ tại sao gọi là đốt bát. Thưa quý vị rằng ở lúc này á, cái thời hiện nay thì chúng ta có thể bắt gặp được cái hình ảnh này ở xứ Miến Điện, ở những cái trường thiền sâu trong rừng. Các ngài, các vị dùng cái chất lá cây để mà đốt, để mà giống như là thay một cái lớp sơn
thay vì chúng ta sơn bát thì các ngài dùng những cái chất lá cây, những cái chất nhựa cây để mà áo một cái lớp bát, để khi mà nhận thức ăn, dùng thức ăn ở trong bát đó, nó không có bị dơ. Rồi liên quan tới cái y á, thì các ngài phải nhuộm y, phải giặt y, phải nhuộm y. Sau 5 tháng á, thì nó bị bay màu, bạc màu. Hoặc là những cái y mà lụm ở ngoài tha ma mô địa, những cái y vải màu trắng, màu này màu kia, cần phải về để mà giặt nhuộm lại bằng, cũng bằng vỏ cây, cũng bằng những cái chất thiên nhiên. Cho nên chúng ta thấy ở trong chú giải có ghi ra là đốt bát nhuộm y. Từ bát ở đây phải là phá hoại, mà là làm cho chuẩn bị cho tươm tất cái y, cái bát, để mà chuẩn bị một cái cuộc hành trình dài. Bây giờ thì chúng ta có bát sắt, bát sắt cũng rất là cẩn thận. Bát sắt cần phải sơn, cần phải lâu ngày mới xét á. Mà bây giờ thì đa phần là chư tăng dùng bát, không có dùng cơm trong bát, cho nên cái phần mà sơn sữa thì để làm cho đừng có hư thôi. Còn ngày xưa thì dùng thức ăn trong bát á, thì rất là cẩn thận cái vấn đề đó. Hoặc là giả bây giờ chúng ta có bát inox thì cái vấn đề đó nó cũng dễ dàng rồi. Quay lại thì khi mà chuẩn bị xong đến ngày để mà ra đi đó, thì các vị tỳ kheo, khi mà chuẩn bị cái việc mà y bát đó, thì cũng nhận thấy rằng ngài Kassapa ngài cũng chuẩn bị. Thì các vị đó lại có một cái suy nghĩ, không phải là ganh tị hay là các ngài đó, các vị đó, các vị tỳ kheo khác lại nói rằng ngài Kassapa đâu cần thiết phải chuẩn bị, tức là đâu cần thiết phải làm những công việc và là đốt bát hay là nhuộm y, bởi vì ngài thứ nhất ngài xuất thân từ một gia đình giàu có, thứ hai với cái sự ảnh hưởng của cái gia tộc của ngài đó, bà con thân quyến, và ảnh hưởng bởi cái sự mến mộ của thiện tính khi ngài xuất gia đó, thì cái việc mà dân chuẩn bị cho ngài một cái chiếc y một thì quá là dễ dàng. Khi mà chuẩn bị như vậy thì có một cái thắc mắc ở trong chư tăng như vậy. Rồi khi đến ngày xuất hành á, thì tất cả chư tăng cùng với Đức Phật đi chuẩn bị xuất hành á, thì Đức Phật ngày nghĩ rằng nếu mà đi hết như vậy á, thì tịnh xá lại trống vắng, và nó gây cản trở cho cái việc đó là thiện tính bị thiếu, cái thiếu chư tăng để mà nghe kinh giảng đạo. Thì Đức Phật ngày cả cử ngài Kassapa, chúng đệ tử, những đệ tử của ngài Kassapa ở lại, thì lại có một cái lời bàn của chư tăng một lần nữa. Lời bàn tán này thì nói rằng ngài Kassapa không muốn cùng đi với Đức Phật vì ngài có cái sự dính mắc ở cái trú xứ, ở cái chỗ ở, ở cái thành Ma Cách Thá, dính mắc với lại quyến thuộc, dính mắc với lại những người thân cận, và lấy cái lý do là ở lại để trong tịnh xá để mà bởi vì cái sự dính mắc đó. Thì cái lần xôn xao bàn tán này đã đến tai của Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật ngày mới gọi chư tăng lại, ngày mới bảo là chính Như Lai bảo ngài Kassapa ở lại tịch xá, chứ không phải bản thân của Maha Kassapa là người dính mắc với quyến thuộc, với gia đình hay là với những cái người cư sĩ hộ độ. Để làm rõ vấn đề đó, Đức Phật ngài đã dẫn chứng những cái duyên sự, những cái tích truyện, những cái lời nguyện ở những cái kiếp quá khứ.
Và sau khi mà Ngài xác nhận rằng trong chư Tăng rằng Mahakasapa ở lại vì lợi ích của Tăng chúng, vì lợi ích của thiện tính, chứ không phải là như lời bàn tán của chư Tăng đang phát sanh, đang phát khởi, thì lúc đó Đức Phật là Đại Ngài đã dùng cái bài pháp thoại để mà sắp tấn, khuyến dạy cho chúng chư Tăng. Và cuối cùng thì Ngài đã đúc kết lại cái câu kệ ngôn pháp cú số 91 mà chúng ta học hôm nay. Thưa quý vị, rằng cái câu số 91 này với cái tình huống là Ngài Mahakasapa, một cái vị đại trưởng lão, có cái sự bàn tán ở trong chư Tăng, là một cái vị xuất gia dính mắc ở trong gia đình, dính mắc ở trong quyến thuộc, Đức Phật Ngài nói lên câu kệ này. Tuy nhiên, trong cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này, Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh một cái vị xuất gia, nhất là một cái vị đoạn tận phiền não, thì không còn cái sự dính mắc đó. Nó thể hiện qua những cái từ ngữ mà chúng ta đã được học. Thứ nhất là cái từ Viyunanti Satimanto. Cái từ Satimanto ở đây á, một bậc hay là những bậc có cái niệm, những bậc có cái sự tỉnh thức. Và cái những bậc có tỉnh thức ở đây phải được hiểu rằng là những bậc A-la-hán lậu tận, lậu hoặc. Không còn cái lậu hoặc, không còn phiền não. Chứ chúng ta không nghĩ rằng là những bậc có chánh niệm là những cái vị đang thực hành thiền, mà phải được nhấn mạnh rõ là những bậc đã không còn phiền não, những bậc A-la-hán, Satimanto. Thì như vậy chúng ta có một định nghĩa. Ngoài cái từ A-la-hán, A-ra-han, chúng ta là nhận biết có cái từ Satimanto, là những vị vô lậu. Rồi Uyun Chanti là cái sự nỗ lực, là cái sự nỗ lực. Cái từ Uyun Chanti Satimanto, cái sự nỗ lực ấy á, nó không đơn thuần là như chúng ta là cái sự tinh tấn để hành thiền, hành đạo, mà cái sự nỗ lực ở đây trong chú giải các ngài giải thích thêm để cho cái ý nghĩa nó tròn đủ, không bị hiểu sai lệch, không bị hiểu vắn tắt. Đó là quý vị chờ tí xíu để bằng tình bạc mở lại cái bản. Đó là cái sự nỗ lực tinh tấn ở trong từng cái chi thiền, ở trong từng cái bậc thiền, thiền định và thiền quán. Và cái người được gọi là Satimanto, Uyunchanti Satimanto, là cái người phải có cái sự thuần thục, điêu ở trong từng thiền và đạo quả. Thuộc đó nó là năm yếu tố quý vị chờ tí xíu. Năm yếu tố và năm yếu tố để thuần thục trong cái từng cái gọi là thiền định và đạo quả, thì Đạt sẽ đưa lên trên diễn đàn cho chúng ta thấy. Đây là năm cái yếu tố mà một cái vị được gọi là Satimanto. Thứ nhất là Avacchanavasi, thuần thục trong sự quán xét chi thiền do ý môn hướng tâm,
Thứ hai là Samapachanavasi thuần thuộc trong việc nhập định. Thứ ba là Atthithanavasi thuần khoát phát nguyện thời gian nhập định. Thứ tư là Uthanavasi thuần thuộc việc xả định theo thời gian. Thứ năm là Pachawekkhanavasi thuần thuộc trong việc quán xét chi thiền do tác hành tâm Chawana Chitta. Thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản sơ lược là mỗi khi một cái vị đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến đạo quả, thì này có thể có cái khả năng nhập định lại cái quả của thiền đó, cái tâm thiền đó với năm yếu tố này, tức là nhập cái tâm thiền nào mình muốn, cái thời gian hạn định nào, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày. Thì lúc đó mới được gọi là Uyun Chanti Satimanto. Một cái vị mà có cái sự nỗ lực trong cái trong cái gọi là một vị được gọi là bậc có niệm đó, thì phải có cái sự thành thuần tục năm yếu tố này. Cái điều thứ hai Nanikete Ramantite, thì cái từ này á, thì chúng ta chỉ hiểu đó là không có cái sự quyến luyến ở trong cái gia đình, không có cái sự thích thú ở trong gia đình. Và cái từ gia đình Nikete, cái chú xá này á, được định nghĩa thêm một cái nghĩa mà chúng ta có thể mở rộng thêm, nó tương đương với cái từ là alaya. Và chúng từ alaya này thì chúng ta cũng đã từng gặp ở cái bài học ngày hôm trước, cũng là cái chú xứ, nhưng mà nó còn một cái nghĩa, nó là rời bỏ cái chú xứ, gọi là analaya, tương đương với lại là niết bàn. Thì cái từ nikete ramantite, những bậc không còn thích thú ở trong cái chú xá hay là cái chú xứ, ở đây còn được đó là không còn thích thú ở trong cái ngũ dục nữa, không còn thích thú trong cái gọi là cái đời sống sanh diệt này nữa. Cái điều từ thứ ba, cái từ mà cái đoạn mà chim thiên nga là ngỗng trời rời ao đó, thưa quý vị, rằng trong chú giải thì có giải thích mở rộng cái ý nghĩa ra để cho rõ nghĩa hơn, tức là tại sao mà con thiên nga là ngỗng trời ở rời ao mà được mang làm một cái ví dụ ở trong cái tình huống này, cái trường hợp này. Thì được ghi nhận rằng khi mà con thiên nga hay là con ngỗng trời đó đi tìm thức ăn, khi mà nó xuống cái ao, cái hồ để mà tìm thức ăn đó, thì nó chỉ chú trọng trong cái việc mà tìm thức ăn, chứ nó không có nghĩ rằng cái nước này là của mình, cái hồ này là của mình, hay là những cái thứ trên hồ như là hoa sen hay là bông hoa là của mình. Cho nên khi mà nó rời khỏi cái chỗ mà nó tìm thức ăn thì nó rất là thảnh thơi, nó không có vướng bận, nó không có phải lo nghĩ về cái chỗ, bởi vì nó không nghĩ đó là của mình. Cái ví dụ này được, cái hình ảnh này là cái ví dụ như là một cái người, một cái vị từ bỏ cái ô cá ô căn, là từ bỏ cái chú xứ này sang chú xứ khác, cũng giống như là không nghĩ rằng
cái nhà này là của mình, cái chùa này là của mình. Thì như vậy khi mà từ chú xứ này sang chú xứ khác, cái vị đó ở trong đây cụ thể đó là ngài Ma Kassapa không có một cái chút gì bận tâm, cũng giống như là cái hình ảnh con thiên nga hay là con ngỗng trời, sau khi không có nghĩ rằng những cái thứ mà mình tìm ở trong ao hồ đó là của mình, cất cánh bay đi thì rất là thảnh thơi. Thì ngài Ma Kassapa là một cái vị cũng không có cái sự dính mắc ở trong chú xứ, ở trong cái quyến thuộc, cho nên khi ngài di chuyển từ chú xứ này qua chú xứ khác, ngài cũng vẫn là thản nhiên, ngài cũng rất là bình thản, ngài rất là thảnh thơi. Cho nên chúng ta có ghi nhận ở trong đây là có một cái ví dụ là như ngỗng trời rời ao. Thì đó là cái, và cái việc mà ô cá ô căng lúc đầu Định Đạt có nhắc đến, đó là từ bỏ cái từ chú xứ này sang chú xứ khác. Và cũng một cái hàm nghĩa nghe khác đó là từ bỏ cái sanh y này, từ bỏ cái thân mạng này, từ bỏ cái thân ngũ uẩn này, không còn mong mỏi cái, không còn sanh ở những cái đời kế tiếp nữa, đó là niết bàn. Thì khi mà đã niết bàn rồi thì không còn gì để dính mắc nữa. Thì đó là những cái ý nghĩa mà thực sự ra cần có cái sự giải thích rộng để mà chúng ta có thể hiểu cái ý nghĩa một cách đầy đủ. Nhiều khi một cái câu kệ ngôn pháp cú á, thì chúng ta đọc với cái ý nghĩa thì chúng ta có thể cảm nhận được, nhưng với cái trí tuệ, với cái kinh nghiệm của người phàm phu thì chúng ta chỉ cảm nhận một cách rất là sơ sài trên bề mặt. Nếu như mà cái câu này, câu số 91 này chúng không có cái sự giải thích rộng rãi đó, thì có thể hiểu là một cái vị chân tu có dính, giống như là những con chim không có dính mắc cái ao, cái hồ khi mà nó tìm thức ăn. Cũng giống như là Đức Phật ngài muốn khuyên tất cả mọi người hãy hãy chú ý đừng để cho cái sự dính mắc ở trong cái ngũ trần ngũ dục này, khi mà mình rời khỏi cái thế giới này thì chúng ta không có bị bận tâm, không có bị buộc phiền. Thì chúng ta cũng có thể hiểu ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà ở đây đó, Tịnh Đạt cũng xin nói lại, đó là đây là những cái phẩm hạnh, phẩm chất của một vị A-la-hán. Cho nên chúng ta là những người đang thực hành, đang tìm hiểu về Phật Pháp, về cái cách thức, về cái phương pháp để mà giống được như các ngài. Qua kệ ngôn số 91 này thì Tịnh Đạt thấy rằng cái ý nghĩa và cái duyên sự đó cũng đầy đủ rồi. Như lúc trước chúng ta cũng có học một cái câu kệ ngôn mà cũng liên quan đến cái sự dính mắc quyến thuộc, cũng một cái tích truyện gần na ná với là cái sự khuyên dạy của Đức Phật là không dính mắc quyến thuộc. Một cái câu chuyện tích truyện đó là liên quan đến cũng một vị tỳ kheo bị nói rằng dính mắc quyến thuộc, dính mắc cái gia đình.
Dạ, hình như là câu số 87. Dạ, hình như câu số 87. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà, sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Dạ, như vậy thì hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu đến đây thôi. Ý nghĩa là cái duyên sự của câu kệ ngôn số 91 này. Tại vì Tịnh Đạt cũng đang định nói về cái cuộc đời của một vị tu sĩ mà nói về dính mắc gia đình, dính mắc quyến thuộc. Nhưng mà thôi, để cái dịp nào có cái duyên sự nào mà gần giống như vậy, Tịnh Đạt sẽ trình bày. Bởi vì đây là một cái điều mà nói chung là cũng hơi nhạy cảm. Dạ. Yeah. Cho nên Tịnh Đại sẽ xin phép được trình bày sau. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ học đến đây thôi. Câu kệ ngôn pháp cú số 91, Tịnh Đại xin được kết thúc ở đây. Và xin nguyện cho tất cả những cái công đức nào mà tất cả quý vị cùng như Tịnh Đại đã tạo được, xin chia phước đến chư thiên và hộ trì cho tất cả mọi người, cũng như là những người đang ở trong cái tình cảnh khó khăn cái mùa dịch này, có được cái sự mát lành và tránh khỏi những cái điều khổ nhọc, vượt qua những cái thử thách, những cái đau khổ ở trong cuộc sống, trở lại cuộc sống bình an như là thời gian chưa có phát dịch bệnh. Tịnh Đạt xin được kết thúc ở đây. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trả lời cái diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ và cố gắng hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Bằng quả thật sắp bằng mang lăng ra thân thu sắp bà đê quả thật sắp bằng bút đá nè phá quê nè xa đá xa thị bằng quảnh trụ trê. Bằng quả thật sắp bằng mang lăng ra thân thu sắp bà đê quả thật sắp bằng hàm ma nè phá quê nè xa đá xa thị bằng quảnh trụ trê. Bằng quả thật sắp bằng mang lăng ra thân thu sắp bà đê quả thật sắp bằng sẵn hà nè phá quê nè xa đá xa thị bằng quảnh trụ trê. Tất cả phương mấy lần có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai chúng.